Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai phần nữ ở bên kia và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy. Nói lớn chút coi, làm việc ở Bình Dương, nhà ở đâu? Hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. Quê quán ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đấy thì em có đi Nhật 2 năm. Bây giờ hỏi coi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào MC Cát Tường, xin chào MC Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh. Năm nay em 29 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa rồi? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ, trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc á hả? Là hiệu trưởng hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em đến với em dâu của em. Cô đi ai? Em đi cùng với chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em, Hà Phúc? Chị ruột rồi. Rồi. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta, mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên Facebook. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà, cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao thì chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật cũng chơi là điều kiện lắm mới đi chơi cái đó ha. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới, khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lùm la ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ? Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè? Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai là em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì nhiều công việc quá thì... Ví dụ em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. Quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. Rồi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là vào thời sinh viên. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sau chia tay. Lúc đó cũng đứng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi em đi làm cách đấy gần 2 năm này. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian đấy. Được quá lâu. Cũng gần được một năm. Tính cách, quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Và đó ví dụ lại muốn về ở ngoài Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái thời gian đâu mà chờ chăm sóc bạn gái rồi đi chơi là hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì... Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà, đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chứ có cái tướng mà lớn chơi boxing là boxing sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái rồi. Đó giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hít đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tốc độ nhanh ha, khỏe. Bước hết một cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa, rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để
Mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vật liệu thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ? Trời ơi, làm gì mà trời ơi, giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với lại cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 3-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra thì em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc. 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây, nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lát xuống lên xe. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật, nhưng mà người ta về là ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa? Hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Cũng lâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính dính cái Nhật Nhật đó, chắc Nhật được á.